COVID-19 疫情过后，全球物价齐涨，民众总结开支，让有世界工厂称号的越南面临订单减少的挑战。回顾2023年，不少企业陆续裁员，越南经济成长率勉强达到5%，失守原定6%的目标。Như chị đã biết thì chị chắc chị cũng đi vòng quanh thành phố này thì cũng cảm thấy là có rất là nhiều cái cửa hàng, hàng quán họ đã đóng cửa và họ đang cho thuê. Khó khăn về kinh tế là cái thứ nhất và cái thứ hai là sau cái đợt dịch như vậy thì kinh tế họ khó khăn cho nên họ không có tiền, họ không có những cái mà thú vui khác. Họ chỉ ở nhà và bị sự cắt giảm về nhân công và về...công ty của họ. Trước năm 2023 thì nó có dịch bệnh nên là tất cả hình như là hầu như là mấy cái brand nước ngoài á, họ ngưng hoạt động thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thì sau năm nay thì bắt đầu đã quay trở lại. Theo mình thấy thì các hãng đang quay trở lại và mấy hãng lớn thì bên mình thì đang làm cho cũng vài hãng lớn họ bắt đầu họ nhập vào Việt Nam lại.rất là nói chung là cũng bắt đầu khả quan hơn。物价涨不停，民众开始收紧荷包，导致高单价的3C 产品难以销售。越南电子产品零售龙头移动世界及旗下的家电零售连锁店，在2023年第四季就关了200家门市。统计数据显示，2023年越南全年消费者物价指数成长3.25%，官方希望能将2024年的通膨控制在4%-4.5%之间。Anh thì hiện tại nói chung là lương anh làm nó cũng không có thay đổi so với trước dịch, thì nó cũng làm ở công ty của nước ngoài nên nó cũng bình bình nó tăng lên theo năm thôi. Còn về chi tiêu của hàng tháng của gia đình thì anh thấy là nó có khó khăn hơn một chút so với trước dịch, tại vì nói chung là trước dịch thì mọi thứ nó bình thường, còn bây giờ thì anh thấy cái gì nó cũng mắc đắt hơn nhiều。2023年越南景气低迷，但官方看好2024年，设定6%-6.5%的高经济成长目标。不过，部分民众认为经济虽然转好，仍有很多不确定性。通膨问题就成了越南经济复苏的一大关键。中央社记者陈嘉伦、胡志明市报道。